cầu kỳ đến mức khó tính, tinh tế đến mức phức tạp. Dù nhà hàng đã phân loại rõ, trong cùng một loại ô mai mơ chẳng hạn, có ô mai mơ gừng, ô mai mơ chua ngọt, ô mai mơ mặn, ô mai cam thảo, rồi là cả ô mai mơ chua cay mặn ngọt nữa. Thế mà khách hàng vẫn cứ tỏ vẻ, giá mà bớt chua một chút, giá mà thêm một tí cam thảo, đừng nhiều gừng quá. Giá mà... Bởi vậy, mỗi nhà hàng đều phải lựa ý khách mà cải tiến chút ít kỹ nghệ chế biến ô mai. Ngõ hầu vừa giữ được phong vị gia truyền, vừa hợp thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, rất nhiều nhà hàng đều thừa nhận khâu chọn nguyên liệu ban đầu là quan trọng nhất. Bí quyết của cái nghề này ấy, thì thực ra mà nói, tất nhiên nó cũng có những cái bí quyết. Thế nhưng mà cái bí quyết này có lẽ là nó thuộc bí mật nghề nghiệp. Nhưng nói chung nó có công thức như thế này. Đồ tươi, mình lấy cái hàng của nhà bác thì đồ tươi, ví dụ mơ chắc chỉ lấy có chùa hương thôi. Sau đó phơi đó, phơi đó, để đến mùa người ta mang mình về. Về thì nó có mấy cái, tức là này, mình phải làm sao cho cái muối nó đỡ mặn đi. Nó thuộc về bí mật rồi. Thế cái công thức trộn làm sao để nó vừa vẫn giữ được cái vị quả mơ lại với cái độ mặn, độ chua, độ cay, cái đó thuộc về bí mật nghề nghiệp. Thế rồi là những các cái đồ tươi khác, ví dụ như quả chám, quả mật này, mà đồ xào kia đó, thì làm phải làm từ quả tươi. Thế còn cái tỷ lệ trộn gừng này, trộn đường này, rồi là ngâm phèn này, rồi ngâm nước vôi trong như thế nào, nó thuộc về cái nghề nghiệp. Phần lớn là chúng tôi đặt mua của Hải Hưng những cái hoa tươi quả tốt để sản xuất thì nó mới ra được cái sản phẩm tốt. Thế thì gia đình chúng tôi cũng có cái truyền thống đó, cho nên là tới nay thì cái thịnh hiếu của khách hàng, người ta cũng có những các cái nhu cầu, tức là phải nguyên liệu tốt, thành phẩm tốt. Chủ yếu là do mình làm cái khâu muối, cái khâu làm khô ấy, làm tươi đến khô ấy, mình làm mà cẩn thận, sạch sẽ mà ngon thì là chế biến nó ngon thôi. Và chọn hai loại, một loại để làm cái ô mai ngọt và một loại làm ô mai gừng. Thế năm nay thì có cái đặc biệt là làm khế tươi. Cái nhà tôi phải làm từ có mùa khế, làm thành mứt để lại. Thế mà hoặc là sấu cũng làm từ mùa sấu để lại. Rồi thì là đến gần Tết thì là giã gừng mới nấu đường, thì là xào khế, mẹ xào sấu tươi. Ấy vậy mà, khi đi mua ô mai, có người sẽ chỉ đến một cửa hàng quen thuộc để mua tất cả các loại. Xong lại có những người thích mua ô mai mơ ở hàng đường, thích mua ô mai mận ở hàng ngang, thích mua ô mai chám hàng điếu, hay thích mua ô mai khế ở phố Huế, vân vân. Hoặc là ngược lại, hay biến đổi chút ít. Mua ô mai mận hàng đường, ô mai mơ hàng ngang, vân vân. Chưa hết, có người mua cùng một loại ô mai, xong lại gửi xe hàng nọ qua mua hàng kia, mỗi nhà một túm nhỏ, ăn cho khác vị và mới lạ. Thế mới rắc rối, thế mới khiến cho các nhà hàng càng thêm sốt ruột, ganh đua nhau, hầu tìm ra thứ hương vị ô mai hấp dẫn nhất, cuốn hút nhất. Trong kinh doanh, người ta gọi như thế là cạnh tranh lành mạnh, có lợi cho thị trường và khách hàng. Cho đến nay, có thể nói, một thị trường ô mai tiêu dùng và xuất khẩu không chỉ là đơn lẻ, đã hình thành và bắt đầu mở rộng ở Hà Nội và một số đô thị khác trên đất nước như Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Vào những dịp lễ Tết, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, lượng tiêu thụ ô mai ở Hà Nội tăng khá lớn. Có gia đình bán gần tạ ô mai mỗi ngày. Ô mai đã trở thành những mặt hàng sánh ngang các loại thực phẩm quà bánh được tiêu thụ mạnh. Ở nước ta, nguồn ô mai nhập ngoại từ Thái Lan, Trung Quốc cũng khá lớn, đa dạng, phong phú, hình thức đẹp. Tuy nhiên, người Hà Nội chê các loại ô mai ngoại sử dụng quá nhiều đường hóa học nên phải dè chừng. Chỉ có điều là ai cũng ham của lạ, muốn nếm thử một hai lần cho biết. Thế rồi cũng có khi đâm nghiện, khiến cho ô mai ngoại vẫn ồ ạt nhập về. Chắc chắn là chúng đều không qua kiểm định thực phẩm,
nên khó có thể đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Và rồi, người tiêu dùng cũng khó phân biệt giữa ô mai nội và ô mai ngoại, vì xem ra cũng na ná như nhau. Nhưng cũng không thể chắc rằng các nhà hàng ô mai Hà Nội đã đảm bảo đủ đầy các điều kiện vệ sinh chế biến, cũng như độ an toàn thực phẩm của những nguyên liệu làm ô mai. Nói gì thì nói, ô mai Hà Nội vẫn đã tạo nên một phong vị đặc biệt. Nó không quá ngọt như ô mai Sài Gòn, không quá cay như ô mai Thái, và không quá mất mùi hoa quả tự nhiên như ô mai Trung Quốc. Bởi thế, người từ khắp chốn vẫn đổ về Hà Nội mua ô mai, nhất là vào dịp lễ Tết. Em sống ở Hà Nội từ bé, nhưng mà đến năm 87 thì em vô Sài Gòn. Em lấy chồng trong đấy, sanh con trong đấy, nhưng mà mỗi năm thì hàng Tết em vẫn ra ăn Tết với mẹ em và mua ô mai làm quà cho các cô giáo hay bạn bè em ở trong Sài Gòn. Ở đấy em không có cái gì gọi ấn tượng về ô mai trong Sài Gòn hết, em chỉ có mua ở đây thôi. Thì em nhờ mẹ em mua vào gửi dùm mẹ em vào trong đấy, hoặc là em ra đêm tự mua. Chứ còn ở trong đấy thì ô mai không ấn tượng với em không ăn. Ngay cả bây giờ, hàng ngày rất nhiều gia đình Hà Nội đã quen biết dùng ô mai để tiếp khách, dùng ô mai để biếu tặng, làm quà cho người thân, bè bạn phương xa. Người ta thưởng thức ô mai và còn động viên khuyến khích nhau rằng đó là một vị thuốc chữa viêm họng khá hay, rất hợp với khí tạng của người Việt Nam. Ô mai đã mau chóng chiếm địa vị đắt giá trong thế giới ẩm thực, giàu màu sắc và giàu hương vị của dân Hà Nội, những người vốn nổi tiếng sành điệu trong nghệ thuật ẩm thực xưa nay. Ôi, cái vị ô mai Hà Nội chua chua, ngọt ngọt, vừa dịu êm vừa sắc nét, ăn mãi ăn hoài cũng không dừng nổi. Ngậm một miếng ô mai như thấy cả hương rừng hoa núi trong lành thơm thảo, như nặng mang cả vị mặn mòi của biển xa sóng vỗ. Bên những ruộng muối trắng tinh và như thoảng qua vị ngọt của những đồng mía nhuộm vàng trong nắng mật ong. Đúng cái đà này, tuổi ô mai của con gái Hà Nội sẽ còn kéo dài khi nào mới hết đây?